Hai đứa con nuôi của con là thằng Lì với con Lộm hả Quang? Tụi nó nói là bán thuốc sơn đông như vậy biết chừng nào mới khá nổi. Cho nên tụi nó mới vạch ra kế hoạch này để mà moi tiền nhà họ Đào. Dạ Tía, sao Tía lại nói như vậy? Tất cả im lặng. Ông khai tiếp đi ông Chính. Tụi nó giờ biết được Đào Gia Trang là giàu có, vô tình nó lại chứng kiến ông đạo sĩ làm phép thuật đổi mặt, cho nên nó mới nghĩ ra cái kế tráo đổi dung nhan này để mà nó dò dẫm tiền nhà họ Đào. Cho nên tụi nó làm không được rồi mới đâm ra thù ghét, nên mới hạ thanh danh nhà họ Đào. Dạ con thì cũng bị tụi nó ép thôi. Tụi nó ép con ra làm nhân chứng đó Quang. Trong cái vụ hoán đổi dung nhan này con không có biết gì hết bẩm ngài. Nhưng sao bây giờ ông lại khai ra? Dạ vì con thấy không thể qua mặt được ngài Khâm Sai đại nhân đây, cho nên buộc lòng con phải khai ra. Lì Lộm ơi, hai đứa đừng có ngoan cố nữa. Mấy cái trò vặt vãnh này không có qua được mắt của quan Khâm Sai đại nhân đâu. Ta nghĩ bây giờ thì ông có thể phán xét được rồi. Dạ.